các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Thông tin về việc Diệu Nhi góp mặt trong táo quân tiền chuyện 2021 đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng từ đông đảo khán giả. Dường như mọi hình ảnh từ chương trình đều khiến dân tình dần dần mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Chẳng thế mà mới đây, tấm hình Diệu Nhi chụp tại hậu trường chương trình đã gây sốt ngay khi vừa được đăng tải. Trong bức hình còn có sự xuất hiện của dàn diễn viên gạo cội như Vân Dung, Xuân Bắc, công lý và tự long. Đáng chú ý, dân tình đã kịp soi ngay vào đôi chân đi dép trong nhà tắm của Diệu Nhi. Dẫu ăn diện tương tất từ đầu đến đầu gối, cô nàng lại dây tụt mút khi để lộ đôi chân di dép xuề xòa chẳng ăn nhập với bộ đồ. Chẳng cần đợi lâu, tấm ảnh trên đã nhận được vô số bình loạn từ cư dân mạng, quay cực nhọc quá nên đi dép cho đỡ mỏi giò, chắc quay mỗi phần thân trên nên không đi quốc nè, sao bà Nhi không đi chân đất cho tiện. Chi tiết gây hài lại nằm ở chính đôi dép không ăn nhập với bộ đồ của Diệu Nhi. Màn xuất hiện của Diệu Nhi trong Táo Quân Tiền truyện 2021 nhận được nhiều sự quan tâm của netizen Việt. Có ý kiến cho rằng đáng lẽ cô nạn nên góp mặt trong Táo Quân 2021 sắp tới. Ngôn ảnh, siêu tầm Instagram nhân vật.